Sao? Đồng bọn cô sợ bỏ chạy hết đúng không? Mấy cô thấy không? Đồng bọn bỏ chạy hết trơn rồi đó. Giờ mấy cô tính sao? Sao giờ? Tôi cũng biết nữa. Giờ tôi sao? Cũng biết nữa. Không ấy á, mình về trước đi chị. Chứ chồng giờ? Em ổng khó lắm. Ở đây mắc công. Thôi cho em gửi lại đây nha chị. Ờ thôi tôi cũng gửi lại chị. Tôi đi về nha. Hai người đó bỏ đi đó. Còn ba người tính sao đây? Về tụi tôi ở lại. Chứ tụi tôi đi anh đánh chị sao? Không sợ. Đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ ông tính sao nè? Hả? Còn cô giờ tính sao? Cô Khánh tới. Cô Khánh tới nè kìa. Kim Khánh. Anh kia. Anh đang làm gì vậy? Lên ăn bán sứ giả chứ gì. Cô Khánh. Bây giờ cô giải quyết đi. Giải quyết đi. Bà có sao không? Không sao hết. Cũng may là Khánh tới. Mà bà có biết cái chuyện hội của mình bán sữa bà bầu từ lúc nào không? Sữa gì? Ai bán? Tôi không có biết. Nè anh kia, anh là ai? Cô không cần biết tôi là ai. Mà hỏi cái cô bán sữa giả cho vợ tôi. Vợ tôi cấp cứu trong bệnh viện á. Bây giờ phải bồi thường cho vợ tôi. Anh bình tĩnh lại đi. Tôi đã gọi cho công an. Chị dân phòng cũng đang trên đường tới đây. Có gì á thì chúng ta sẽ lên phường giải quyết. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Cô định hù tôi đó hả? Tôi không có hù anh. Tôi đến đây từ nãy tới giờ rồi. Tất cả những gì anh nói và làm đều được đều đã được ghi lại bằng hai cái camera ở đây. Đúng rồi, có camera. Chính xác. Anh có quyền buộc tội chúng tôi thì chúng tôi cũng có bằng chứng ngược lại về hành động của anh. Mấy cô giỏi lắm, tôi không bỏ qua chuyện này đâu. Còn chuyện này á thì em xin lỗi mấy chị, chắc là có chút hiểu lầm ở đây. Bây giờ mấy chị cứ về nhà trước. Nếu có vấn đề gì á, tụi em sẽ chủ động liên lạc với mấy chị và đền bù thiệt hại mà tụi em gây ra cho mấy chị. Thì không có. Đúng rồi đó. Như vậy thì tụi tôi mới yên tâm được. Dạ. Thôi đi về. Đi. Cảm ơn mấy chị nha. Giờ bà về bằng gì? Tôi về bằng taxi. Taxi. Ê, bây giờ chuyện này tính là sao? Nếu mà công an tới thiệt, lỡ như cái chuyện bán sữa giả này liên quan tới hội của mình thật rồi làm sao? Chuyện này tôi cũng không biết như thế nào nữa. Nhưng mà không nói như vậy làm sao mà họ bỏ đi được. Mà tôi cũng không biết là cái chuyện này từ ai tới nữa. Làm sao mà nó lại nhân danh hội của mình để mà đi bán sữa giả? Mà chắc chắn là sữa giả thì người ta mới tới đây, người ta kêu gào như vậy chứ. Thôi không nói ở đây nữa, mình đi vô trong nhà đi rồi tính. Anh, thêm diễn vậy có được không? Lần này thì làm tốt lắm, nhưng mà diễn cũng chưa đạt lắm. Nè. Mai mốt coi gì. Alo em nha. Chào anh. Đi đi.